các chị ơi, trên màn hình của chị đây là bộ sản phẩm máy ghi âm GH500. Đấy, trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ nên hướng dẫn giới thiệu và chia sẻ cho các anh chị nhá. Thì với sản phẩm này thì sẽ chuyên giúp các anh chị sẽ ghi lại các cuộc trò chuyện. Ví dụ như này, các anh chị nhà văn, nhà báo muốn xuống hiện trường để thu thập các thông tin, các tài liệu làm bằng chứng, viết bài. Đấy, hoặc là đơn cử những anh chị nào mà muốn đi thu lại các cuộc trò chuyện để làm bằng chứng, chứng cứ đối chất đấy các chị nhá. Đấy, và đơn giản ví dụ như những em học sinh, sinh viên có thể là đi lấy cái mẫu sản phẩm này, đấy, ghi lại các cái bài giảng trên lớp. Đấy, ví dụ như là trong một vài các trường hợp, ví dụ như mình chưa tiếp thu kịp bài, mình có thể là ghi lại các cái bài giảng của thầy cô giáo để sau đấy thì mình về mình sẽ nghiên cứu lại cái chuyện, rất là tiện lợi luôn. Và kiểu dáng kích thước của nó đây rất là gọn nhẹ cái chị này, các chị thấy không, chiều dài của nó thì chỉ tương đương với chiều dài của một ngón tay trỏ em đấy chị này. Đấy, nó dài hơn một chút xíu như này cái chị nhá. Bề rộng của nó đây là khoảng 2 cm cái chị ạ. Đấy, và bề dày của nó thì ở đây là chưa đến 1 cm cái chị nhá, khoảng 0,8 cm này cái chị này, rất là gọn nhẹ và không có dây gì. Và đặc biệt sản phẩm này pin của nó anh chị sử dụng có thể là sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là từ 3 đến 5 ngày cái chị nhá. Bộ nhớ trong 32GB cái chị này. Bộ nhớ trong của nó 32GB, có thể lưu các cái file ghi âm cho các chị lên đến hàng nghìn giờ. Đấy, và đây là hàng Sony Nhật Bản chính hãng các chị nhá. Đấy, các bác yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Và sản phẩm này nó có rất nhiều ưu điểm đây chị này. Nó có lọc âm này, có loa ngoài, có mic các chị nhá. Đấy, và có màn hình điều khiển đây cho các chị này. Các chị thấy không? Đây, và em sẽ hướng dẫn từ từ các chức năng công dụng của cái sản phẩm này. Đấy, trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị đi về cái cấu tạo của cái sản phẩm này đây anh chị nhá. Thì trên sản phẩm đây chị thấy này, ở đây nó sẽ có một cái màn hình để giúp các anh chị có thể là điều khiển các chị nhá. Đấy, màn hình ở đây thì nó sẽ hiển thị đầy đủ số file này, đấy, hiện trạng số file đang chạy này, hoặc là hiển thị đầy đủ phần trăm pin, cột pin, đấy, thời gian dây chạy ở đây đầy đủ hết cho các anh chị nhá. Đây, và bên cái trên đây thì nó có 3 nút như này. Đấy, thứ nhất ở đây là cái nút chọn bài, nút play các chị nhá. Đấy, ấn vào đây là chọn bài này. Đấy, tiếp theo cái nút dừng bài hoặc là nút xóa bài ở đây các chị nhá. Đấy, và ở bên dưới đây là cái nút menu các chị này. Đấy, và xung quanh đây các chị thấy nó có các cái lỗ loa này. Đấy các chị nhá, sản phẩm này có loa ngoài, các anh chị có thể là bật loa ngoài cho mọi người xung quanh cùng nghe. Đấy, ví dụ như các anh chị thu âm sản phẩm, thu âm về sau đó các anh chị sẽ mở cái loa ngoài ra để chia sẻ cho mọi người cùng nghe đều được các anh chị nhá. Đấy, hoặc anh chị có thể là cắm tai phone vào đây để các anh chị nghe. Đấy, thì đều được các anh chị nhá. Đấy, để đảm bảo đời sống riêng tư cũng như bí mật cho các anh chị thì mình có thể cắm tai phone vào đây để mình nghe. Đấy, và hai bên sườn các anh chị để ý cho em này. Hai bên sườn ở đây anh chị thấy là ở đây nó sẽ có cái nút mũi tên đi và mũi tên lại như này, là cái nút qua bài, tua bài các anh chị nhá. Đấy, các anh chị muốn tua bài đi thì ấn vào mũi tên này, và ngược lại thì anh chị sẽ ấn vào mũi này các anh chị nhá. Đấy, và một cái cổng nguồn như này để các anh chị sạc nguồn cho cái camera cho cái máy ghi âm này các anh chị nhá. Đấy, và ở bên mặt đối diện đây anh chị thấy này, nó cũng có các cái nút tương tự các chị nhá. Đây, thứ nhất là cái nút có cái màu chấm đỏ như này, là cái nút ghi âm. Đấy, các chị muốn bật chức năng ghi âm thì mình sẽ gạt cái nút này về phía cái vị trí màu đỏ, cái chấm đỏ đây các chị nhá. Đấy, và ngược lại các chị dừng ghi âm thì mình sẽ gạt theo cái vị trí ngược lại và nó sẽ tự động dừng ghi âm lại cho các chị ạ. Đây, và ở dưới đây nó sẽ có hai nút cộng trừ như thế này, nó tăng giảm âm lượng các chị ạ. Đấy, anh chị thấy không? Rất là tiện lợi các chị nhá. Đấy, và ở đây cái nút ở dưới cùng đây là cái nút công tắc nguồn on off đây các chị này. Đấy, ở đây các chị có thể khởi động ở nguồn ở cái nút này, hoặc anh chị có thể khởi động ở trên cái nút này cũng được các chị này. Đấy, cái nút play đây các chị này, bật tắt nguồn ở trên cái nút này đều được các chị nhá. Sản phẩm này nó có ưu điểm hơn so với những cái dòng sản phẩm khác, tức là với những cái dòng sản phẩm khác, các anh chị muốn xóa các cái file mà các anh chị không cần thiết, hoặc là các anh chị muốn lựa chọn file thì nó sẽ bất tiện hơn cái dòng sản phẩm này, bởi vì cái dòng sản phẩm này thì số file nó sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình như này. Đấy, anh chị có thể lựa chọn này, sau đấy thì các anh chị muốn giữ lại, muốn lưu lại cái file nào thì anh chị sẽ chọn lại, còn cái file nào không cần thiết thì mình có thể là xóa trực tiếp trên máy này cho các chị sử dụng nhá. Đấy, và sản phẩm này thì phụ kiện đi kèm ở đây anh chị thấy này, thứ nhất ở đây nó sẽ có một cái lỗ đây là cái tai phone để các chị có thể là cắm vào trong máy này để các chị nghe trực tiếp các cái file ghi âm các chị nhá. Đấy, anh chị có thể cắm vào tai phone đây các chị này. Đấy, ở đây các chị nhá. Đấy, và ở cái thứ hai ở đây nó sẽ được tặng kèm cho anh chị một cái mic như này để các chị cắm vào. Đấy, ở đây có cả lỗ mic và lỗ tai nghe, ở đây đều sử dụng chung được đây các chị nhá. Đấy, rất là tiện lợi các chị ạ, và một cái đoạn dây cấp nguồn như thế này để các anh chị sạc pin cho nó các chị ạ. Đây, và em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức sử dụng này. Đấy, trước tiên các chị muốn sử dụng thì mình sẽ khởi động nguồn các chị nhá. Thì cái nút công tắc nguồn đây anh chị thấy này, on off này, các chị thấy không? Hiện tại đang off như này thì các chị chỉ cần gạt lên vị trí on. Đấy, và trên màn hình các chị đấy này thì ngay lập tức nó sẽ khởi động màn hình như này các chị thấy không? Đấy, các chị sẽ đợi trong giây lát nhá. Đấy, như thế này là khởi động xong. Đấy, còn các bác muốn ghi âm thì các chị sẽ sử dụng chức năng này, cái nút này các chị nhá. Muốn ghi âm thì mình chỉ cần gạt cái nút này về vị trí màu đỏ như này các chị này. Đấy nhá.
Đấy, khi mình gạt lên thì nó sẽ khởi động như này. Các anh chị đợi nó dây nát các anh chị nhá. Đấy, khi nào mà nó hiển thị như thế này là bắt đầu ghi âm lên chị này. Đấy nhá, em bắt đầu ghi âm này. Xin được chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với camera quay nén Hoàng Hải. Số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí 0962085919 và 0969155444. Đấy, dừng ghi âm thì các anh chị gạt cái nút này về vị trí ngược lại như này. Đấy, thì nó sẽ dừng ghi âm lại cho các anh chị nhá. Đấy, và ở trên đây chị thấy này, trên màn hình ở đây nó sẽ hiển thị số file cho các anh chị nhá. Đây chị thấy không? Đây hiện tại nó đang sử dụng 2/2 các chị nhá. Đây có hai số file, hai file này. Đấy, hai file các chị nhá và cột pin này. Đấy, hiển thị phần trăm pin ở trên đây luôn cho các chị này. Đây và thời gian dây nó sẽ chạy ở đây cho các chị nhá. Đấy, và cái sản phẩm này thì có lọc âm cho các chị, cho nên các chị ghi các file ghi âm thì nghe rất là trong và rõ ràng các chị nhá. Đấy, các bác có thể là ghi được cả cái tiếng chim hót vào đây nghe rất là trong các chị ạ. Đây em sẽ mở cái file ghi âm lên cho các anh chị xem này. Đây các chị muốn chọn muốn mở thì các chị ấn vào đây. Đây các chị này, mình muốn mở nghe ở đây là tắt các chị nhá, mình sẽ giữ chết cái nút này thì nó sẽ tự động tắt đi các chị này. Đấy, và anh chị muốn khởi động nguồn lại này. Đấy, thì mình sẽ giữ chết vào đây thì nó sẽ khởi động nguồn lại cho anh chị nhá. Đấy, nhân tiện đây thì em sẽ hướng dẫn luôn cho các chị này. Đây, và các bác muốn chọn file ghi âm. Đây, các chị muốn mở lại các cái file ghi âm thì các chị ấn vào đây để các chị lựa chọn nhá. Đây, các chị sẽ ấn vào menu này. Đấy, sau đó thì các chị có thể là ấn chọn vào đây. Đấy nhá, MP3 là các cái file có sẵn trong máy ghi âm này các chị này. Đấy, và tiếp theo anh chị có thể là ấn sang đây. Đấy, thì nó sẽ sang cái file mà mình vừa ghi đây các chị này. Đây nhá, mình sẽ ấn vào đây để nó mở lại các file này. Đấy chị thấy không? Đấy các chị nhá. Đấy, mình có thể điều chỉnh tăng giảm âm lượng ở đây. Đây mở to đây này, các bác thấy không? Anh chị không? Đấy, âm lượng nó rất là to nhá. Đấy, nghe rất là trong và rõ các chị ạ. Đấy các bác thấy không? Đấy, nó tự hết ra file này thì nó sẽ chuyển sang file khác. Đấy, hoặc anh chị có thể chuyển bài đây. Đây ví dụ như các bác ấn vào đây này thì nó sẽ chuyển bài luôn này. Các chị theo. Đấy nhá. Đấy, chuyển bài này. Đấy các chị theo. Đây mình sẽ ấn vào đây này cái nút chuyển bài nhá, qua bài chuyển bài đây chị này. Đấy, âm lượng thì anh chị có thể tăng giảm ở đây. Đấy, giảm này. Đấy các bác thấy không? Đấy rất là đơn giản các chị nhá. Còn dừng bài, ví dụ như đây anh chị muốn dừng này. Ấn vào đây thì nó sẽ dừng. Đấy nhá. Mình ấn vào đây này. Đấy, nó sẽ dừng bài cho anh chị nhá. Đấy, rất là tiện lợi các chị ạ. Đấy, và anh chị có thể là xóa bài trực tiếp trên đây được các chị này. Ví dụ các chị muốn xóa bài đúng không? Các chị sẽ ấn vào cái nút ở dưới hai số 2 này, sẽ giữ chết vào đây. Đấy, các chị thấy không? Nó sẽ hiển lên chữ là delete này. Đấy, delete all lên chị nhá. Anh chị có thể là xóa một file hoặc xóa tất cả các file anh chị lựa chọn ở đây. Đấy, sau đó thì ở cái nút đây này. Đấy, anh chị có thể dịch chuyển ở hai cái nút tua đi tua bài đây các chị nhá. Đây này. Mình ấn đây thì nó sẽ chuyển này. Đấy, chuyển lên chuyển xuống thì chị chọn ở đây các chị nhá. Đấy, sau đó khi anh chị ấn chọn, nếu mà xóa một file thì anh chị sẽ ấn vào cái nút play đây, tức là chọn chế độ phá xóa các chị nhá, thì ngay lập tức nó sẽ xóa bài cho các chị ạ. Đấy, rất là tiện lợi và rất dễ sử dụng đúng không ạ? Đấy, và mình tắt nguồn thì mình có thể tắt ở trên cái nút này. Đấy, như em vừa tắt đấy đúng không? Đấy, nếu giữ chết như này thì nó sẽ tắt nguồn cho anh chị này. Đấy, và ngược lại thì anh chị có thể khởi động lại ở đây luôn các chị nhá, hoặc là anh chị có thể khởi động lại ở cái nút nguồn đây các chị này. Đấy, như vậy em đã hướng dẫn xong cho anh chị và các bạn các chức năng công dụng của máy sản phẩm máy ghi âm GH500. Đấy, thì những anh chị nào mà đang có nhu cầu mua hoặc cần tư vấn hỗ trợ thêm thì liên hệ ngay qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài trên các chị nhá.